đây các bạn sơ dừa đây các bạn. Đó, các bạn lấy sơ dừa rồi phơi. Đó, mình phơi cho khô nha, rồi để mình ủ. Đây là phần dưới nó còn ẩm nè. Đó, mình phơi đảo đều cho nó khô. Rồi khi đó các bạn ủ nó sẽ tốt nha. Đây các bạn, sau khi mà nó khô xong rồi thì mình tiến hành sàn nha. Đây. Bạn kiếm một cái rổ gì. Mình sàn thôi. Thì chia sẻ với các bạn là cách mà mình làm cho sâu sâu miêu các bạn nó hóa thành bọ. Thì như vậy thì mình đã có một cái giá thể để mình cho nó hóa bọ rồi. Đây là sâu miêu mình mua tại cái tiệm chim cá cảnh đó các bạn. Thì mình sẽ mua được cái loại này đây. Thì khi các bạn mua về thì các bạn để ý nha. Ví dụ như những con nào mà nó đây là những con hóa nhộng rồi đó các bạn. Đây này. Đó, những con hóa nhộng này. Thấy mà ở trong nó có những cái con như vậy rồi á thì chứng tỏ là cái lứa đó là nó cũng đã già rồi nha các bạn. Thì các bạn hãy mua. Mua về thì mình sẽ giảm được cái thời gian hơn. Rồi sau khi các bạn mua xong rồi thì các bạn mang về nhà. Thì nếu mà nó còn chưa có nhiều á thì các bạn tiếp tục cho nó ăn cám một thời gian nữa. Còn khi nó hóa nhiều như vậy á, đây nè các bạn, trong một cái này thì nó hóa khoảng nhiều như vậy rồi thì các bạn tiến hành ủ thôi. Thì với cái sâu miêu này thì các bạn ủ cái phương pháp là mình bỏ vào đây. Bỏ vào trên cái sợi dừa này đây. Đây thì các bạn cứ sàn cái phân một phần đi. Rồi, mình bỏ lên thôi. Thì cái này các bạn cũng cho nó nhịn đói nha. À, sau đó thì mình mới bỏ lên. Rồi. Thì khi các bạn bỏ lên này thì nó sẽ tự động kiếm cái chỗ và nó núp. Rồi sau đó cũng lấy một cái để che lên. À, mình lưu ý các bạn một điều. Đó là khi mà nó đã thành, khi nó hóa thành những con bọ rồi đây các bạn. Đó, hóa thành những con bọ rồi. Là chứng tỏ là nó có khả năng nó phát triển rồi đó các bạn. Thì các bạn phải để riêng ra và mình chăm sóc nó nha. À, cái này là nó đã hóa nhộng rồi thì bắt đầu là nó đẻ trứng được rồi đó nha các bạn. Đây những con màu đen này đẻ trứng được rồi. Thì riêng những cái con màu đây, những con này đây thì nó chưa hóa thì các bạn cũng bắt để riêng ra. Đây mình bắt để riêng những con này ra nha các bạn. Đây các bạn, đây là những cái miếng su. Rồi các bạn cắt nhỏ ra và bỏ vào đây để cho nó hút nước nha các bạn. Nó thì nó sẽ hút nước và ăn cám, đồng thời nó sẽ đẻ trứng trong này. Rồi sau đó các bạn 5 ngày thì các bạn sẽ thay một lần. Ví dụ như số lượng ít đó, thì các bạn 10 ngày sẽ thay một lần. Thì sau đó thì nó sẽ có trứng ở trong đó và mình sẽ nuôi thôi. Rồi cái su này các bạn để ít thôi, không để nhiều nha, để ít thôi. Đó, nếu các bạn để nhiều thì nó sẽ dễ bị móc. Rồi như vậy là mình đã xong cái quá trình là chọn lọc sâu và mình nuôi dưỡng sâu. Đây là cái phần mà mình ủ nó đây. Thì cứ hàng ngày các bạn kiểm tra con nào mà thấy con nào nó bò lên đó, thì các bạn bắt và bỏ qua bên cái khay này. Rồi với cái phương pháp này thì các bạn sẽ ủ được rất nhiều nha. Đây những con này đây, các bạn để ý những con này nó đang bất động rồi nè. Đó. Thì nó chuẩn bị nó biến dần sang cái hình thái là những con như vậy. Với sâu miêu thì các bạn sử dụng cái phương pháp này là nó sẽ biến thành bọ rất là nhanh. Đó. Và nó tự động nó núp. Thì các bạn lấy một cái gì đó các bạn che lên. Đậy lên trên nắp này nha, che tối lại. Mình có thể chất chồng lên. Ở đây có những cái lỗ rồi, nó thở rồi. Đó. Thì dưới này cũng có những cái khe. Các bạn nha, chúc các bạn thành công.